Chiếc xe trung thu sắp hoàn thành, chưa có năm nào mà trung thu lại buồn như năm nay cả nhà. Năm nay Khánh có làm một chiếc đầu lân rất đẹp, làm đèn ông sao 5 cánh siêu to, và Mai cũng đang nướng một mẻ bánh trung thu rất ngon. Khánh ơi, mang đồ này. Đâu anh ơi. Hôm trước Khánh có làm một chiếc xe thuyền cũng gần xong, nhưng chắc kế hoạch thất bại rồi. Không biết là có nên hoàn thiện tiếp hay là dừng lại. Mọi người cùng xem và góp ý giúp Khánh với nhé. Khánh có nhờ anh Dũng ở gần nhà, anh hay chế đồ sáng tạo với cái gì cũng biết và cũng chế được. Khánh bảo anh là năm nay anh em mình làm một cái xe trung thu cho tụi nhỏ trong xóm. Nói chưa được 3 câu thì anh nhất trí luôn. Cũng để đẩy mạnh chương trình trung thu cho các cháu nhỏ nên là ai cũng hưởng ứng. Khánh có mượn anh một ít đồ và nhờ anh tư vấn cho cách làm. Sẵn anh có một bộ bánh xe, Khánh cũng mượn luôn. Những việc đơn giản như cắt sắt, hàn khung rồi đánh bóng và lắp phụ kiện thì Khánh sẽ làm. Mình tính chiều dài và chiều rộng của xe rồi đo sắt, sau đó cắt cho vừa kích thước. Như ở trên Tuyên Quang họ làm những chiếc xe dài cả chục mét, chỗ Khánh thì đường hẹp. Với lại chỉ phục vụ để chở đèn led nhấp nháy, chở loa đài, đầu lân và trống thôi. Nên mình làm cái xe nhỏ nhỏ để tiện cho việc di chuyển. Nhiều khi có những cái dốc cao anh em còn xuống để đẩy được. Mới đầu Khánh cũng thấy khó, nhưng mà Khánh có anh Dũng làm cố vấn thì lại đơn giản luôn. Cắt sắt, định hình, hàn rồi đánh bóng. Loanh quanh Khánh chỉ mất vài ngày là lên được khung. Khi lên khung rồi mình lắp phụ kiện thì lại đơn giản. Hoàn thiện phần khung, Khánh bắt đầu lắp bánh sau của xe. Xếp sắt để định hình cho xe. Xong xuôi bây giờ Khánh bắt đầu hàn. Làm xe nên mình phải hàn các mối thật cẩn thận. Với lại bánh sau, Khánh sẽ lắp thêm 2 nhíp trọng tải nhẹ để cho xe khỏe hơn. Bữa nay có mấy việc đơn giản nên Khánh cứ tự làm trước. Với lại anh Dũng cũng hơi bận, vừa làm vừa nghiên cứu mãi cũng ra. Khúc nào mà khó quá thì lại ngồi nghiên cứu, mà nghiên cứu không được thì lại gọi anh Dũng nhờ anh tư vấn. Hôm nào anh bận không tư vấn được, Khánh lại ngồi mò. Đấy, như vụ lắp 2 cái nhíp này của Khánh, lắp đi lắp lại, Khánh tính sơ qua cũng phải cả chục lần mới xong. Cái vụ lắp nhíp này mày mà anh Dũng không biết, chứ mà anh mà biết thì chắc là anh cười mình lắm. Bạn nào ở gần anh Dũng có nghe được thì giữ bí mật cho Khánh nhá, chứ mà kể cho anh Dũng thì ngại lắm. Vì hôm trước chót nói tưởng gì dễ ợt, cái này thì em làm tốt, anh cứ yên tâm. Kết quả loay hoay cả một buổi chiều mới xong. Lúc nghỉ tay, Khánh hay lấy Laura cà phê của ca sĩ Nhật Kim Anh ra uống, hương vị đậm đà sánh kẹo. Cà phê có 2 thành phần là nấm linh chi và đông trùng hạ thảo, tốt cho sức khỏe, hương vị thơm ngon. Bạn nào mà từng uống rồi thì cũng sẽ có cảm nhận như của Khánh, rất ngon. Đúng là Laura cà phê vừa ngon vừa khỏe, bảo sao nhiều người uống vậy. Trung thu sắp tới, Khánh cũng có đặt một thùng về để uống dần. Nghỉ tay uống cà phê xong, Khánh lại tiếp tục lắp bánh trước cho xe. Bánh trước Khánh cũng tính lắp thêm 2 giảm sóc, tuy hơi mất thời gian nhưng giúp xe đỡ sóc mà lại khỏe hơn nhiều. Nói chung là Khánh vẫn phải nghiên cứu nhiều thì mới hoàn thiện xe được. Lúc làm thì chỉ mong hoàn thiện sớm để cho các cháu nhỏ trong xóm cùng rước đèn. Và quan trọng là muốn cho các cháu có một trung thu thật vui, thật đáng nhớ. Nhưng giờ mới chỉ hoàn thiện được phần khung dưới của xe, còn nhiều công đoạn và còn nhiều chi tiết nữa mới hoàn thành được cả nhà. Mà giờ bão lũ về, không biết là có nên tiếp tục nữa hay là thôi đây. Nghĩ tới việc phải dừng lại mà cũng buồn lắm mọi người ạ.